Rồi hôm nay là birthday năm con 12 tuổi. 12 tuổi hay là 21 tuổi? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cái bánh dễ thương quá à. Chúc con sinh nhật vui vẻ nha con trai. Năm nay 21 tuổi là coi như một cái tuổi trưởng thành, một cái tuổi là gọi là đánh dấu một cái trang coi như là mới. Hôm nay là con có thể là sao? Ring hả? Được quyền nhậu phải không? 21 tuổi là được quyền nhậu phải không? Rồi ok. Rồi ok. Rồi con nguyện cái gì, ước nguyện cái gì? Để thổi đèn cầy đi con. Có thể nói cho mommy biết rồi con ước nguyện gì không? Rồi cắt bánh đi con. Nói rồi. Ok. Cut your cake. It's really good. Cái bánh nhìn ngon ha. It's really good cake. Quá trời ngon luôn. Happy birthday, happy birthday. Hả? Cắt sao nhìn chết rồi. Con lấy cái đèn cầy ra đi cho nó rộng quá. Cắt hết thôi nha, một miếng cho mommy với ổng ăn chung thôi. Mommy không có ăn nhiều đâu. Really good. Các đàng hoàng ở chừng rớt nguyên cái bánh xuống luôn rồi con. Cái nhân ở trong nó cũng có strawberry luôn kìa. Ngon quá ha. Really good. Ngon quá trời ngon luôn cái bánh nè cả nhà. Quá trời ngon luôn. Happy birthday con trai nha. 21 tuổi rồi. Nhớ ngày nào 21 năm về trước nè ha. Trời ơi một cái thằng nhóc nè, nó bự ơi là bự luôn. Cái tướng này nè, sinh ra là 3kg 8, nó bự nhất trong phòng ba đứa. Wow, wow. Oh my god. That's good, that's really good. Trời ơi, look at him. Big cake. Good for you. Ăn đi con, này sinh nhật con đó, ăn đi. It's for your mom. Đó, đơn giản thôi, đơn sơ thôi ngày hôm nay. Sinh nhật. Sinh nhật vui vẻ nha con, ngon không? Ngon hả? Bánh rất là ngon ha. Đây là người ké. Ngon không? Ngon không? Ngon. Bánh ngon không? Honey. Ngon không? Ngon không? Ngon, ngon quá. Ngon quá. It's good. Ngon ha, không có ngọt lắm đúng không con? Ngon. It's really good. Đó. Con trai năm nay 21 tuổi nha cả nhà nha. Can you pick the cake? She is. Bây giờ hả? Kind of fruity. Nó không có ngọt lắm ha. Bình thường là bánh ở trong public á, nó rất là ngọt. Bạn biết bánh này nó không có ngọt, nó vừa ăn. Nó hiểu ý con. Đó. Chứ để cho ông chọn lắm, chọn mấy cái bánh ngọt ngay à. Ăn không được. Cảm ơn mommy. Vì đã xin con nha. Chứ ông được con nghĩ. Thương con, thích cho con. Đây là cái bánh ngọt quá ngon. Thầy thương mình sao. And then thank you for being there for my 21st birthday. Being with mom and Jimmy too. Have to get a beer. Yeah. Get a beer. I can go buy beer now. You want another piece? A big half of it? Or? Yeah, you can, honey. You can. Yeah, it's a really good cake. You can. Okay, rồi hôm nay sinh nhật chúc con một cái ngày sinh nhật thật là vui vẻ. Năm nào cũng sẽ được một cái ngày sinh nhật thật là đáng nhớ trong cuộc đời của con để đánh dấu một năm con trưởng thành, mỗi năm mỗi trưởng thành. Chúc cho con sẽ thực hiện được tất cả những cái ước mơ của con trong cuộc sống của con. Ok. No.